Hello, xin chào quý vị đã quay lại với Ichimoku Club. Thì hôm nay mình xin nhận định về cái thị trường trong thời gian sắp tới, coi thử thị trường nó có những cái rủi ro như thế nào anh chị. Thì anh chị thấy ở giai đoạn vừa rồi thị trường nó điều chỉnh, thì mình cũng có những cái nhận định cho quý anh chị nhà đầu tư trong khu vực ngắn hạn. Thì thị trường nó hồi phục thì anh chị có thể canh cơ cấu là cái danh mục hoặc là hạ bớt tỷ trọng gì đó. Một số anh chị thì đã bán hết cái danh mục của mình và thoát ra khỏi thị trường ở trong giai đoạn này, thì đó là một điều cũng khá là tốt anh chị. Khá tốt là mình chờ đợi cái cơ hội tiếp theo thôi. Còn ở giai đoạn này thì gần 2 năm qua giao dịch rồi, thì mình thấy ở cái giai đoạn này thị trường bắt đầu nó sẽ có những cái tín hiệu rất rủi ro anh chị. Nó rất là rủi ro. Thì ở quanh khu vực này thì mình cũng xin làm cái video để mình cảnh báo tới anh chị nhà đầu tư trong thời gian sắp tới mình phải làm sao cơ cấu là cái danh mục cho nó hiệu quả. Thì thị trường của mình càng ngày nó càng phát triển lên anh chị, nó không phải giống như giai đoạn trước mà khi mà thị trường nó sập thì nhiều mã cổ phiếu nó sẽ nằm sàn và nó la liệt hết. Nhưng mà ở giai đoạn này thì cổ phiếu nào xanh nó vẫn xanh và cổ phiếu nào nó vượt đỉnh nó vẫn vượt đỉnh, thì mình phải làm sao mình nắm bắt được, tìm kiếm những cái cơ hội đó để mình tham gia vào. Còn đặc biệt là cái nhóm chứng khoán với nhóm ngân hàng mình có nói khá nhiều rồi anh chị. Nhóm chứng khoán thì mình cũng đã kiếm được một khoản lợi nhuận ok rồi, thì anh chị canh không nên hạn chế tham gia mua mới ở giai đoạn này. Đặc biệt là nhóm ngân hàng thì nó vẫn còn một nhịp điều chỉnh nữa. Đối với nhóm ngân hàng nó có nhiều câu chuyện của nhóm ngân hàng anh chị. Thì ở giai đoạn này thì anh chị giải quyết như thế nào? Thì khi mà anh chị gặp những cái nhịp hồi của thị trường á, thì anh chị hạ bớt cái tỷ trọng trong tài khoản của mình, đưa một cái lượng tiền mặt về tài khoản để nếu như mà trường hợp xấu nhất thị trường nó mất khu vực 1280 gì đó anh chị, nó giảm điểm về nha anh chị, thì mình canh mình có thể tham gia được khu vực dưới đây. Tại vì ở trên đây anh chị, trên đây thì anh chị thấy là một cái nến là đâu đó nó kéo dài tới 49k tỷ gì đó, và kèm theo cái lượng mà đỉnh đây nữa anh chị. Thì khi mà cái thị trường nó quay lại đây thì nó sẽ gặp một cái áp lực bán khá là mạnh, và kèm theo đó thì phải là một cái dòng tiền lớn để nó hấp thụ hết cái lượng hàng đó, nó mới đưa thị trường đi lên được. Thì mình đang bị một cái quả tạ nó đè lên đầu anh chị, một cái quả tạ rất là lớn nó đè lên ở cái giai đoạn này. Thì khi mà thị trường nó ngóc đầu lên cái là cái lực đó nó tán ra, cái lực đó nó sẽ tán ra rất là mạnh. Và trong cái tâm trí anh chị nhà đầu tư nào cũng mong muốn là thị trường nó hồi phục để mình thoát ra giai đoạn này thôi, đang bị kẹp mà. Ráng cầm ở giai đoạn này để nó hồi lên thì mình sẽ bán. Nhưng mà khi mà thị trường hồi lên thì chắc chắn anh chị nhà đầu tư sẽ không bao giờ bán, không bao giờ bán. Như phiên hôm qua nó hồi lên mình với sáng hôm nay mình hồi lên, mình cứ nhắc anh chị là nhà đầu tư là nên cơ cấu lại đi. Nhưng mà anh chị quyết tâm nắm giữ trong giai đoạn này thì cũng được nha anh chị, cũng được nếu mà anh chị có một lượng tiền mặt trong tài khoản rồi thì canh. Nhưng mà làm sao đó là mình chủ động được cái tài khoản nha anh chị, cố gắng. Còn nếu như mà thị trường trường hợp nó xấu, nó mất đi khu vực là 1280 nha anh chị, 1280 gì đó, thì anh chị phải hết sức chú ý nó đang có cái tín hiệu này nè anh chị, nó đang có cái mô hình nào anh chị thấy là ở giai đoạn này thì nó đang có những cái tam giác nha anh chị, tam giác đối với thị trường. Thì mình vẽ sơ sơ ra dài thôi nha anh chị. Tam giác thì hiện tại nó đang chạm ở cái kênh dưới anh chị, nó đang chạm cái kênh tam giác dưới, và nếu như nó trụ hàng được và nó đi lên được, nó tiến về những cái vùng giá này thì nó sẽ ổn định hơn. Nhưng mà cái khả năng mà nếu như cái trường hợp xấu thì nó phá vượt đây và nó mất luôn cái hỗ trợ phía dưới đây anh chị 1280, thì nó sẽ có một cái đợt giảm điểm khá là mạnh. Thì đây là một cái cơ hội cho anh chị nào mà kiên nhẫn chờ đợi về mặt trung hạn được. Nếu như điều đó xảy ra thì đây là một cái cơ hội để cho anh chị nhà đầu tư có thể kiếm được 10 đến 15% giao dịch rất là ngắn nha anh chị. 15% đúng không? Thì anh chị phải chờ đợi, không chờ đợi anh chị nó bán rồi thì thôi. Còn nếu mà thị trường nó mất cái khu vực hỗ trợ này nó đi xuống thì khả năng là mình sẽ bắt đâu đó là quanh khu vực là 120, 12, 1200 nha anh chị. Thì nó sẽ có một hỗ trợ rất tốt ở quanh khu vực này thì mình canh chú ý thôi. Còn ở những cái nhịp mà nó quay lại là nó xanh lại giai đoạn này thì anh chị phải canh cơ cấu, và đặc biệt nếu mà có muốn mua mới thì chỉ có tập trung vô cái cổ phiếu trong cái danh mục mình thôi. Tại vì khi mà anh chị mua mới thì hàng về không kịp, mà nếu như về không kịp thì mình có cái hàng sẵn mình bán hàng sẵn ra để mình thoát nha anh chị. Chứ còn anh chị mua mới đó, nhiều anh chị họ mua mới nhưng mình không biết là mua mới, không biết là mua cổ phiếu nào trong giai đoạn này, thì vẫn có một số cổ phiếu nó đẹp anh chị nhưng mà mình chưa có giới thiệu lên cho anh chị. Rồi thì có thời gian thì mình sẽ làm cái video để mình làm đưa những cổ phiếu đó lên cho anh chị nhà đầu tư. Còn ở đây thì thị trường mà nó khá là rủi ro, anh chị phải chú ý, hết sức chú ý đối với thị trường. Đây là một cái tín hiệu mà của thị trường nó sẽ có khả năng là nó sẽ điều chỉnh anh chị.
nên chú ý nha. Thì phiên mai thì khả năng nó cũng sẽ bám trụ thôi anh chị, phiên mai bám trụ thôi, nhưng mà qua tuần sau thì đó anh chị phải chú ý, nếu mà trường hợp nó hồi phục lại thì nhớ cơ cấu nha anh chị, nhớ cơ cấu. Thị trường mà giai đoạn này thì cái lượng hàng kẹp khá nhiều, nó chỉ còn đi ngang thôi độ anh chị, cố gắng đi ngang thôi là nhà đầu tư cũng cũng đã là khá là vui rồi, thị trường ở trong giai đoạn này. Nhưng mà mình cảnh báo với anh chị là đó là cái rủi ro nha anh chị, rủi ro, cố gắng tránh né được cái rủi ro này thì cái cơ hội còn rất nhiều trên thị trường. Chúc anh chị có một kết quả đầu tư tốt nha anh chị. Thì mình đã cảnh báo anh chị vài phiên giao dịch gần đây rồi, nhiều anh chị cũng hạ rồi khá tốt, thì mình tranh mình đợi vào thôi, đợi cái tín hiệu mình tham gia vào lại thôi. Còn nhớ là chú ý đối với nhóm chứng khoán với nhóm banh nha anh chị, hai nhóm đó mà banh cái nữa là thị trường cũng hơi mệt nha anh chị. Thì cái kỳ vọng của nhà đầu tư về cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì anh chị biết rồi, thì nó nợ xấu nó tăng, và trong giai đoạn này thì nó rất khó khăn. Nên doanh nghiệp thì anh chị biết là làm ăn rồi dịch bệnh nó kéo dài như thế này thì rất khó đòi, còn giảm lãi suất nữa thì ngân hàng người ta cũng hết kỳ vọng anh chị. Thì anh chị chú ý thôi, anh chị nào quan tâm hơn nữa thì tham gia vào những cái dòng khách hàng bên em, đặc biệt là mở tài khoản ở công ty chứng khoán để mình giao dịch, để bên em có thể hỗ trợ trực tiếp cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Chúc anh chị có một kết quả đầu tư tốt, xin chào và hẹn gặp lại.